Rồi, chào các bác. Trong khoảng thời gian sớm nhất em sẽ lên sóng test chi tiết cho anh em hai cặp này. Rất là ít khi về được hai cặp cùng một lúc dạng này. Hai cặp rất là gấu của Kenwood. Đó, thì em sẽ làm một cái clip để cho các bác nghe thử hai cặp. Clip này thì giới thiệu sơ qua cho anh em cấu hình cũng như là cái tầm giá. Đó, anh em nào mà ưa chuộng cặp nào thì điện cho bên em. Đây đều là hai cặp cái khủng long của Kenwood. Một cặp thì là 9.200, còn một cặp là 9.300. Hai cặp này thì là hai cặp cực kỳ khủng long. Về cấu hình anh em nhìn thì nó cao khoảng 1m2 chiều cao, cao xem nhau. Thì các bác để ý là mỗi loa nó có rất là nhiều các cái loa nhỏ, tức là mỗi thùng nó có rất là nhiều loa. Đó, thì em 9.200 thì em ý sẽ sở hữu là 3 tép và hai cái trên này là hai siêu tép. Trong khi em 9.300 thì là có một siêu tép và 3 tép. Đó. 3 tép của 9.200 và 9.300 thì nó có cái độ tương đồng. Tuy nhiên thì em 9.300 em sẽ hơn, nhỉnh hơn là 9.300 nó sẽ sử dụng một bát 40. Đấy. Còn em 9.200 sẽ sử dụng một bát 90-40, nhưng mà bát này là bát gọi là bát cộng hưởng. Đấy, còn bát thật của em nó là đây. Đấy. Và đây là một chung của 9.200. Trong khi 9.300 thì sẽ sử dụng một chung trầm và một chung. Đó. Nếu mà nói về chất tiếng thì sẽ 9.300 nó sẽ nhỉnh hơn. Và đương nhiên là giá nó cũng sẽ nhỉnh hơn. Đấy. Cặp 9.300 thì hiện tại... có giá là 23.900.000. Giá rất là hợp lý các bác nhá, 23.900.000. Đấy. 239. Còn em này thì rẻ hơn tương đối. Em này thì để cho các bác là giá là 17.500.000. Đấy, 175 và 239. Anh em cân đối cặp nào thì điện cho bên em. Em này thì công suất chịu đòn em sẽ chịu đòn tốt hơn, bởi vì em này công suất chịu đòn tận 500W. Đấy. Còn em này thì 400W. Đấy. Và đều có chung trở kháng là 8 ohm. Cái mức trở kháng rất là dễ ghép hợp lý. Đấy. Cái tần số cao của em 9.200 thì lại nhỉnh hơn nhé các bác nhé. Ví dụ các bác nhìn tần số cao của em này đến 30.000 hẹt thôi. Bởi vì sao ạ? Bởi vì như đầu em giới thiệu cho các bác đấy, thì 9.200 ấy thì nó sở hữu hai siêu tép, và cái siêu tép này nó sẽ đảm nhiệm ở cái mức giải ngoài 20.000 Hz. Cho nên là cái dòng này nó lên đến 48.000 Hz là lý do như vậy. Còn trầm thì mặc dù là cộng hưởng nhá, nhưng mà trầm thì đều xuống sâu như nhau, đều 20 Hz. Đó. Đấy, tức là cái cặp này ấy, thực ra nói về để mà cái mức giá đấy thì so với mức giá và cái chất tiếng ấy, thì em đánh giá là nếu mà anh em nào mà ngân sách không phải dư giả quá thì em lấy cặp này nó vẫn hoàn toàn xứng đáng. Nó 19-10 thôi. Nhưng tại sao nó rẻ hơn nhiều? Bởi vì lý do là ở Việt Nam mình ấy, thường thì anh em không thích bát cộng hưởng. Nhưng mà nếu anh em nào mà đi đặc biệt là những cái nước châu Âu ấy, thì người ta sử dụng bát cộng hưởng rất là nhiều. Những cái dòng loa Ditton rồi, hoặc là các bác chơi những cái dòng loa Mỹ, những dòng đặc biệt là dòng Pop Audio, thì chủ yếu người ta sử dụng bát cộng hưởng, bởi vì nó rất là có lợi, nó có lợi cho công suất của âm ly. Anh em mình không phải đầu tư âm ly công suất quá lớn. Hai cặp này thì về trong tình trạng rất là đẹp. Cao thì 1m2 rồi, còn bề ngang của em nó thì nó rơi vào khoảng tầm 44cm. Rất là hoành tráng. Những cặp này để bày thôi đã đủ đẹp rồi. Anh em nào muốn sở hữu thì điện sớm cho em nhé, rồi em sẽ test nhạc cho các bác ở trong clip sau. Các bác chú ý đón xem. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.